Ba bạn chắc chắn là còn rất trẻ. Nhìn mặt tôi biết là cũng chỉ khoảng kém tôi khoảng 1-2 tuổi gì đấy. Vâng. Em 21 tuổi ạ. 21 tuổi à? Dạ. Đúng, kém tôi 2 tuổi thật. Năm nay tôi 23. Năm nay em 24 tuổi ạ. Bạn người miền trong à? Vâng, em đến từ Nghệ An ạ. Ở huyện nào của Nghệ An ạ? Anh có biết một cánh đồng hoa hướng dương rất là đẹp không ạ? À thì tôi biết chỗ đấy rồi. Nhà bạn ở gần cánh đồng hoa hướng dương. Vâng. Thực ra là tôi đi qua đấy vào đúng cái mùa mà hoa hướng dương nó lại chưa có. Nhưng mà tôi biết là chỗ đấy hoa hướng dương rất đẹp thôi. Vâng. Có nhiều người chụp ảnh ở đấy lắm. Vâng. Em đến từ Băng Ninh ạ. Mùa hoa cải bên sông. Vâng. Bạn thì hoa hướng dương, bạn hoa cải, hợp với cho anh hỏi luôn quê em ở đâu? Em ở Bắc Giang ạ. Bắc Giang hoa vải ạ. Mùa hoa vải bên sông à? Chào quý vị và tất cả các bạn. Thưa quý vị, chúng ta đang có mặt trong chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Bên cạnh tôi là ba người chơi trong chương trình, đó là bạn Hợp, bạn Sang và bạn Xuân. Ba bạn là chắc chắn là còn rất trẻ. Nhìn mặt tôi biết là cũng chỉ khoảng kém tôi khoảng 1-2 tuổi gì đấy. Vâng. Bạn Hợp là năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 21 tuổi ạ. 21 tuổi à? Dạ. Đúng, kém tôi 2 tuổi thật. Năm nay tôi 23. Còn bạn Sang? Năm nay em 24 tuổi ạ. Bạn người miền trong à? Vâng, em đến từ Nghệ An ạ. Ở huyện nào của Nghệ An ạ? Anh có biết một cánh đồng hoa hướng dương rất là đẹp không ạ? À thì tôi biết chỗ đấy rồi. Nhà bạn ở gần cánh đồng hoa hướng dương. Vâng. Thực ra là tôi đi qua đấy vào đúng cái mùa mà hoa hướng dương nó lại chưa có. Nhưng mà tôi biết là chỗ đấy hoa hướng dương rất đẹp thôi. Vâng. Có nhiều người chụp ảnh ở đấy lắm. Vâng. Rồi bên cạnh bạn là bạn Xuân đúng không? Bạn Xuân đến từ đâu? Em đến từ Băng Ninh ạ. Mùa hoa cải bên sông. Vâng ạ. Đúng luôn. Vâng. Bạn thì hoa hướng dương, bạn hoa cải, hợp với cho anh hỏi luôn quê em ở đâu? Em ở Bắc Giang ạ. Bắc Giang hoa vải ạ. Mùa hoa vải bên sông à? Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đến với ba người chơi và họ đều là những người đến từ những vùng quê có nhiều món đặc sản liên quan đến ẩm thực, liên quan đến cảnh đẹp. Ngay từ đầu chương trình chúng ta đã thấy ba bạn trẻ, bạn Xuân, bạn Sang, bạn Hợp, họ rất là hoạt bát, lưu loát trong cách đối đáp và trả lời. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một chương trình thực sự sôi động. Và chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay cho ba người chơi. Xin chào mừng quý vị và tất cả các bạn đến với phần thi thứ nhất của Đuổi Hình Bắt Chữ. Nào, phần thi thứ nhất, phần này diễn ra rất nhanh, đầy căng thẳng và kịch tính. Các bạn sẽ được quyền trả lời liên tục đến khi tìm được đáp án đúng. Và nếu ai trả lời được 3 miếng ghép đúng đầu tiên, người đó sẽ vào vòng tiếp theo. Người thứ hai trả lời được 3 miếng ghép vào vòng tiếp theo. Người còn lại chào tạm biệt nhau. Chúng ta hẹn trong một chương trình khác của Đuổi Hình Bắt Chữ. Các bạn biết luật này rồi. Nó khá căng thẳng. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ạ. Xin mời các bạn, đây là gì? Mời bạn Sang. Theo em là cơm muối vừng. Chưa chính xác. Các bạn vẫn có cơ hội trả lời liên tục. Mời bạn Xuân. Cơm nắm muối vừng. Cơm nắm muối vừng, chính xác. Cơm nắm muối vừng, bạn Xuân giành điểm đầu tiên. Miếng ghép tiếp theo. Mời bạn Sang. Lục bình. Chưa chính xác. Sau ký hiệu của chúng tôi đã, mời bạn Xuân. Hoa lục bình ạ. Hoa lục bình hoàn toàn đúng. Miếng ghép tiếp theo. Gì đây? Mời bạn Xuân. Đáp án của em là ngũ hành sơn ạ. Ngũ hành sơn. Dạ. Đáp án chúng tôi đưa ra là chính xác. Bạn Xuân là người đầu tiên
bước chân vào vòng tiếp theo của chương trình Chúc Mừng Bạn. Vâng, rất xuất sắc. Bạn Hợp và bạn Sang vẫn còn đang ngơ ngác, chưa xác định được phương hướng thì bạn Xuân đã giành 3 điểm rồi. Một tràng vỗ tay nữa dành cho bạn Xuân. Bạn Sang và bạn Hợp cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nào, đây là gì? Dễ quá kìa. Đây là gì? Cái gì? Vâng, xin mời bạn Hợp. Áo gió. Đáp án chính xác, áo gió. Rồi Hợp ơi, có điểm rồi, tươi vui lên. Hơi lo ạ. Lo gì nữa, có điểm rồi mà. Áo gió. Áo khoác ngoài thường được may bằng một loại vải mỏng, ít thấm nước. Bạn có điểm đầu tiên. Tiếp tục. Gì đây? Mời bạn Hợp. Tóc hoa. Chưa chính xác. Mời bạn Hợp. Hoa tóc tiên ạ. Hoa tóc tiên, đáp án chính xác. Bạn ghi được 2 điểm. Hoa tóc tiên là loại cây cùng họ với hành hẹ. Hoa rất là đẹp. Và nếu như tôi nhớ không nhầm thì hoa là có 5 cánh. Màu hồng, màu hồng, màu tím. Đúng rồi, rất đẹp. Bạn Sang, đây là cơ hội cuối cùng. Lưu ý nhé. Xin mời. Mời bạn Sang. Giấy khỏa. Chưa chính xác. Xin mời. Khóa dây ạ. Đáp án chính xác là khóa dây. Đó chính là khóa dây. Bạn Sang đã nhấn chuông và nói là dây khóa. Tôi đã không biết làm cách nào để gợi ý cho bạn. Thưa quý vị, hai người chơi đã chính thức bước vào vòng tiếp theo của đuổi hình bắt chữ, đó là bạn Xuân và bạn Hợp. Bạn Sang thân mến, bây giờ bạn phải tạm thời chia tay. Và chúng ta sẽ hẹn quay trở lại vào một ngày gần nhất. Bạn vẫn có cơ hội đến với đuổi hình bắt chữ và hy vọng rằng lần sau quay trở lại bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn và bạn sẽ lợi hại hơn. Xin mời bạn. Bạn có buồn lắm không? Buồn thì chắc là cũng có, nhưng mà chắc là ngày hôm nay em không được may mắn lắm. Đúng mà hy vọng ngày gần tới nhất em sẽ trở lại chương trình và hôm đấy em sẽ may mắn hơn ạ. Và chiến thắng. Vâng. Chiến thắng được đi tiếp đúng không? Vâng. Bây giờ mời bạn nhận quà của chương trình. Xin mời. Xin gửi bạn. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn. Vâng. Em xin cảm ơn chương trình ạ. Xin chào bạn. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã phải chia tay với bạn nam duy nhất trong chương trình, đó chính là bạn Sang. Và bây giờ là lúc cùng dành một tràng vỗ tay để chúc mừng cho hai bạn nữ tiếp tục vào vòng trong của đuổi hình bắt chữ. Xin chào mừng quý vị và tất cả các bạn đến với phần thi thứ hai của đuổi hình bắt chữ. Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta đang có mặt trong chương trình đuổi hình bắt chữ và ở vòng 2 này. Bạn Hợp và bạn Xuân là hai bạn nữ hôm nay có một điểm đặc biệt. Đây là hai bạn nữ đầu tiên tham gia chương trình mà bắt đầu từ vòng 2 trở đi. Hai bạn nữ để mái tóc dài ngang ngang nhau. Hai bạn nữ đều mặc màu hồng. Hy vọng rằng hôm nay một trong số hai bạn sẽ giành điểm tối đa, phần thưởng cao nhất. Hy vọng rằng các bạn sẽ trả lời được ô số 11 để nhận chuyến du lịch đặc biệt. Hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ cổ vũ thật nhiều cho hai người chơi, bạn Hợp và bạn Xuân. Nào, phần 2. 10 miếng ghép, mỗi miếng ghép với giá trị là 300.000 đồng. Các bạn được quyền suy nghĩ. Cho đến khi có được đáp án mình cho là đúng thì hãy nhấn chuông giành quyền trả lời. Nếu trả lời đúng sẽ nhận được 300.000 đồng. Và nếu trả lời sai thì người còn lại có 10 giây để trả lời. Sẵn sàng nhé. Đây là gì?
Mời bạn Hợp. Trợ gia. Chưa chính xác. Mời bạn Xuân. Chợ hàng gia. Chợ hàng gia hoàn toàn đúng. Đừng có lặp lại cái việc vừa rồi bạn Nam là cứ câu trả lời trước là gợi ý cho người sau đấy. Chợ hàng gia, tên một chợ nằm trong phố cổ Hà Nội. Xin mời. Mời bạn Xuân. Kem táo ạ. Chưa chính xác. Trông giống kem thôi nhưng không phải là kem, mà nó là cái gì? 3, 2, 1. Hết giờ. Nó là bánh táo. Xin mời miếng ghép tiếp theo. Dưa leo ạ. Bạn hơi vội vàng. Còn nhiều dữ kiện nữa, xin mời. 10 giây cho bạn Xuân. Đáp án của em là mướp hương ạ. Mướp hương là đáp án rất chính xác. Mời bạn nhận tiền thưởng. Và mướp hương, chúng ta biết có rất nhiều loại mướp, nhưng mướp hương là một trong những loại mướp mà có giá trị dinh dưỡng rất cao, đồng thời có mùi thơm rất dễ chịu. Miếng ghép thứ tư trong vấn đề thứ hai. Cá đớp miệng mèo ạ. Chưa chính xác. Bốn, ba, hai, một. Hết giờ. Ở sông Amazon có một loài cá. Mà loài cá này sống theo bầy, theo đàn và rất phàm ăn. Cá hổ. Cá gì ạ? Cá hổ. Cá hổ. Chính xác, nó là cá hổ, thưa quý vị. Miếng ghép thứ 5. Dễ quá còn gì nữa, xin mời bạn Xuân. Đáp án của em là dâu ngô. Dâu ngô, hoàn toàn đúng, đó là dâu ngô. Dâu ngô là vòi và núm nhụy ở bắp đã già của cây ngô. Khi mà luộc lên thì có mùi vị cũng rất là ngon, thơm và uống có tác dụng giải nhiệt. Mời bạn nhận tiền thưởng. Bạn Hợp, chưa có điểm. Miếng ghép tiếp theo, miếng ghép thứ 6. Ba từ liên quan đến ẩm thực. Mời bạn Xuân. Đáp án của em là chè con ong. Đáp án lại chính xác. Chè con ong, chè nấu bằng đường với xôi, hạt xôi nấu bở rất to. Mời bạn nhận tiền thưởng. Miếng tiếp theo là gì? Xin mời. Đáp án của em là tất tay ạ. Tất tay là đáp án hoàn toàn chính xác. Tất tay là loại găng tay dùng cho mùa đông. Nhưng mà tất tay cũng là một cách gọi của một hành động nào đó quyết đoán, thậm chí là mang tính liều lĩnh trong một sự việc nào đó theo kiểu được ăn cả ngã về không. Tất tay. Miếng ghép tiếp theo. Mời bạn Xuân. Đáp án của em là nhà bóng á. Lại một đáp án đúng nữa từ phía bạn Xuân đưa ra. Nhà bóng là loại nhà được làm bằng phao hoặc nhựa, trong chứa nhiều các quả bóng nhiều màu xanh đỏ tím vàng cho trẻ em chơi trong đó. Ở trong đó các em có thể chơi nhảy xuống này, chơi u tim hay là chơi giấu vật dụng để đi tìm nhà bóng. Xin mời các bạn đến với câu tiếp theo, câu số 9. Đây là gì? Mời bạn Hợp. Ngọc trai ạ. Chưa chính xác. Mời bạn Xuân. Đáp án của em là đảo Ngọc Xanh ạ. Bạn Xuân nói rằng
đảo ngọc xanh thì đáp án chưa chính xác. Thế là đảo ngọc ạ? Ừ? Đảo ngọc ạ? Nó là đảo ngọc, nhưng mà đảo ngọc là đâu? Phú Quốc. À, đảo ngọc chính là Phú Quốc. Đúng, một là tên gọi khác của Phú Quốc. Ngoài ra, đảo ngọc còn là một địa điểm rất gần gũi, thân thiết với tất cả chúng ta. Đảo ngọc chính là nằm ở Hồ Gươm. Và nơi đó bây giờ đang ngự ở trên cái đảo ngọc là gì các bạn biết không? Tháp rùa. Không. Là đền Ngọc Sơn. Đó, chính là đảo ngọc đấy. Miếng ghép cuối cùng trong phần thi thứ hai, bạn Hợp vẫn đang chưa có tiền thưởng. Xin mời các bạn. Mời bạn Xuân. Đáp án của em là đào lộn hột ạ. Đào lộn hột, chính xác 100%. Đào lộn hột, tên gọi khác của quả điều chính là đào lộn hột. Đương nhiên rồi, bạn trả lời đúng, bạn sẽ có tiền thưởng. Thưa quý vị, kết thúc phần thi thứ hai, bạn Xuân đang giành 2.100.000 đồng tiền thưởng. Bạn Hợp chưa trả lời được câu nào chính xác, cho nên bạn chưa có tiền thưởng. Bạn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tuy nhiên tôi vẫn mong quý vị và các bạn dành một tràng vỗ tay thật lớn cho bạn Hợp. Bạn Trần Thị Xuân ghét sự giả dối, ghét phải chờ đợi người khác. Lý do tham gia chương trình của bạn là gì? Dạ, lý do của em là lý do thứ nhất là vì em yêu thích chương trình từ lâu rồi ạ. Em đã theo dõi từ khi chương trình mới phát sóng ạ. Tiếp theo? Tiếp theo đấy là em bị mẹ em phải gọi là thách thức, xong đấy là khích ạ. Tại vì em ngồi xem ở nhà ấy, thì em nhiều khi là người chơi tham gia không trả lời được, và em trả lời được, em có bảo mẹ đấy con trả lời được đấy. Thế mẹ em bảo là phải lên trên đấy thi thì mới tính chứ ngồi ở nhà ai tính. Đúng. Đó, thế mẹ em thách em đi. Xong là mẹ em bảo là cứ đi đi, được bao nhiêu về mẹ cho thêm. À, được bao nhiêu về mẹ cho thêm? Vâng. Cho thêm thế nào hay là cho gấp đôi như thế nào chứ? Cho bằng ạ. Cho bằng cái khoản được đó. Nhưng mà có mở ngoặc là nếu mà trả lời được câu 15 thì thôi. Thì thôi. À, vâng. Hôm nay mẹ bạn có đi không? Dạ mẹ em có ạ. Đâu ạ? Chào chị. Ở nhà thì chính xác là chị thách bạn Xuân như nào ạ? Nếu mà con đạt được bao nhiêu tiền thì mẹ sẽ cho bằng số tiền ấy. Ai dạ. Thế thì ở nhà thì chị với cả bạn Xuân và mọi người trong gia đình có hay theo dõi chương trình không ạ? Vâng ạ, tôi thường xuyên theo dõi. Thường xuyên theo dõi, thì ở nhà bạn Xuân có trả lời được nhiều và tài năng như hôm nay không ạ? Vâng ạ, cháu cũng trả lời được rất nhiều ạ. Xin cảm ơn chị rất nhiều đã giao lưu cùng chương trình. Họ và tên Nguyễn Thị Diệu Hợp, phương châm sống. Dạ vâng, phương châm sống của em là 4H ạ. Là gì ạ? Đó là ham học ạ, hóng hớt, hâm hâm và ham hố ạ. Lý do tham gia chương trình của bạn là gì? Lý do tham gia chương trình của em thì có 3 lý do chính ạ. Đầu tiên thì đây là chương trình mà bố mẹ em rất là thích. Thì em muốn là lên TV một lần để cho bố mẹ ở nhà khi xem chương trình thì bất ngờ là con gái mình lên TV ạ. À, điều đó có nghĩa là bạn chưa thông báo? Dạ. Chưa thông báo. Lý do thứ hai là muốn lên truyền hình xem anh Xuân Bắc ở ngoài đời thì có trẻ, có đẹp trai giống trên truyền hình không ạ? Vâng. Và lý do thứ ba là em lên truyền hình để 500 anh em của mình đi cổ vũ và các bạn ấy cũng được lên TV ạ. 500 anh em? Dạ. Ở dưới này có đầy đủ 500 anh em? Dạ, gần 499 rồi ạ. 499. Và đâu những người dạ, cổ vũ hàng cuối cho bạn cùng Hợp ạ. Đâu ạ? À. Phải nói là rất kiên định, mẹ bạn Xuân nhất định không cổ vũ cho bạn Hợp. Tất cả mọi người vỗ tay nhưng mà riêng chị là không vỗ tay. Tuyệt vời. 500 anh em đã đầy đủ, 500 anh em có mặt ở đây rồi, tất cả đã vỗ tay. Và bây giờ là lúc chúng ta cùng đến với phần 3 của đuổi hình bắt chữ. Chúng ta cùng đến với phần 3 của đuổi hình bắt chữ. Ở phần 3 này có 9 miếng ghép nhỏ, mỗi miếng ghép với giá trị là 500.000 đồng tiền thưởng. Miếng ghép lớn có giá trị là 3 triệu đồng tiền thưởng. Các bạn được quyền trả lời liên tục đến khi tìm được đáp án đúng của miếng ghép nhỏ. Và ai trả lời đúng thì sẽ được quyền mở một chi tiết của miếng ghép lớn và trả lời trong vòng 5 giây. Sẵn sàng chưa? Dạ. Đây là gì?
Mời bạn Xuân. Cá chép hóa rồng ạ. Cá chép hóa rồng, căn cứ vào đâu mà bạn lại có thể? Em nhìn thấy con cá chép bay lên thì em đoán thế ạ. À, đoán thế luôn. Cá chép vượt vũ môn hóa rồng. Đây là một cái tích cổ. Đáp án chính xác, thưa quý vị. Mời bạn nhận tiền thưởng. Mở chi tiết. Năm giây dành cho bạn. 5, 4, 3, 2, 1. Miếng ghép thứ hai. Bạn Hợp cố gắng lên. Câu này rất quen thuộc trong đời sống của chúng ta. Xin mời. Bạn Xuân mời bạn. Đáp án của em là nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Chưa chính xác. Mời bạn Hợp. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Xin chúc mừng bạn Hợp. Bạn đã giành được 500.000 đồng tiền thưởng đầu tiên. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Đây là một câu thành ngữ khuyên chúng ta hãy sống thật vui tươi. Hãy trao cho nhau những nụ cười. Và khi chúng ta cười thì tâm trạng chúng ta thật thoải mái. Và giúp cho chúng ta sống sẽ tốt hơn, đẹp hơn. Mời bạn. Năm, bốn, ba, hai, một. Miếng ghép thứ ba. Mời các bạn, đây là gì? Mời bạn Hợp. Chợ quê ạ? Chưa chính xác. Mời bạn Xuân. Đáp án của em là chợ nổi ạ. Chợ nổi là hoàn toàn đúng. Chợ nổi là hình chợ xuất hiện ở vùng sông nước, trong đó hoạt động mua bán đều diễn ra trên thuyền. Chợ nổi thì đặc biệt nổi tiếng là ở miền Tây. Mời bạn. Đáp án của em là nhà kính á. Chưa chính xác. Gần đúng rồi, cứ hướng đấy mà tìm. Miếng ghép tiếp theo, miếng ghép thứ tư trong phần thi thứ ba. Nào, đây là gì? Đàn hoa. Chưa chính xác. Tiếp tục. Mời bạn. Đàn hát ạ. Không đúng. Tiếp tục. Đây là cái gì? Đàn. Đúng rồi. Không phải là những bông hoa bay lên đâu, mà thường gắn với hoa là sẽ có mùi gì? Đúng không? Tên một. À, xin mời bạn Hợp. Hai từ. Tiếp tục. Tiếp tục phát hình. Mời bạn Xuân. Đàn hương. Đàn hương. Chính xác, đó là đàn hương. Bạn Xuân vẫn còn chưa biết đàn hương như thế nào đúng không? Đúng ạ. Chỉ là tưởng tượng qua cái gợi ý của tôi thôi. Đúng ạ. Đàn hương là một loại cây ở vùng nhiệt đới có mùi thơm, dùng để làm thuốc và hương liệu. Đàn hương. Mời bạn nhận tiền thưởng. Xin mời mở chi tiết. Năm, bốn, ba, hai. Nhà mắt kính. Chưa chính xác. Miếng ghép thứ năm. Xin mời. Mời bạn Xuân. Hoa vàng. Không đúng. Tiếp tục. So sánh giữa hai cái bình này. Bình bên này thì trông có vẻ rất là... Mời bạn Hợp. Bình đơn ạ. Không. Nhấn chuông, nhấn chuông. Mời bạn Hợp. Hoa đơn ạ. Không phải. Mời bạn Xuân. Bình thường ạ. Không. Khi mà học trung học ấy thì chúng ta thường làm cái điều này để trao cho bạn kỷ niệm.
ở những nơi bán đồ lưu niệm cũng có những cái này, không bao giờ héo hơn được nữa. Hoa giấy ạ? Không phải. Mời bạn Xuân. Đáp án của em là hoa khô ạ. Đáp án hoàn toàn đúng, hoa khô. Hoa khô. Hoa khô là loại hoa được làm từ hoa tươi để khô trong một thời gian nhất định. Đôi khi còn được tẩm những cái mùi hương vào đó để chúng ta bày hoa khô. Mời bạn nhận tiền thưởng. Xin mời mở chi tiết. Năm, bốn, ba. Nhà mái kính. Chưa chính xác. Miếng ghép tiếp theo, miếng ghép thứ sáu. Mở. Mời bạn Xuân. Cân đồng hồ. Chưa đúng, vẫn còn cơ hội. Mời bạn Xuân. Cân treo. Cân treo. Vâng. Đáp án chính xác, cân treo. Cân treo là cân có cán dài, chia phân độ, một đầu cân có đĩa hoặc móc treo để treo vật khi cân. Còn phần cán thì có dịch quả cân để tương xứng. Cân treo. Mời bạn nhận tiền thưởng. Mở. Năm, bốn, ba. Nhà mắt kính. Chưa chính xác. Nào, xin mời các bạn tiếp tục. Mời bạn Xuân. Đáp án của em là trứng muối ạ. Trứng muối, đáp án rất chính xác. Lâu lắm rồi tôi mới gặp một người chơi mà trả lời được rất nhiều những câu hỏi rất nhanh và chính xác như thế này. Vâng, đây là trứng muối. Là loại trứng được ngâm trong nước muối một thời gian dài. Khi ăn thì luộc chín, trứng có vị mặn, lòng đỏ rất bùi và thơm. Thường ăn kèm với cháo trắng. Mời bạn nhận tiền thưởng. Hãy mở. Ba, hai, một. Hết giờ. Trước khi đến với miếng ghép tiếp theo, tôi xin gợi ý. Miếng ghép thứ 10 là từ chỉ thái độ. Đây là gì? Kéo gỗ. Kéo gỗ, đáp án hoàn toàn đúng, đó là kéo gỗ. Rất nhanh, hình mở ra bạn đưa ngay ra đáp án. Kéo gỗ. Kéo gỗ thực ra ấy, nó là từ chỉ hành động cưa gỗ. Bây giờ thì cái từ kéo gỗ vào trong đời sống của chúng ta là chỉ những cái người ngủ ngáy to, gọi là kéo gỗ. Mời bạn nhận tiền thưởng. Mở. Mời bạn có 5 giây. Kính trọng. Chưa chính xác. Xin mời các bạn tiếp tục. Mời bạn Xuân. Hình trước. Hình trước. Chưa chính xác. Nào, đằng sau những cái hình này là cái gì? Nhà. Đây không phải nhà. Tiếp tục, bạn Xuân nhấn liên tục. Nào xin mời. Đáp án của em là tiền đình ạ. Tiền đình. Một tràng vỗ tay dành cho bạn Xuân. Em xin chị. Cái này mà chị bảo là cái đình thì cũng nhất chị luôn đấy. Mà lại rõ ràng hình vẽ của người ta nó hay thế này, lôi ngay một cái bệnh về. Đây không phải. Không phải là cái đình. Nào. Mấy từ ạ? Kìa, hai từ, cái này ở châu Âu hay có lắm. Nhấn chuông đi bạn ập. Vâng, bạn Xuân mời bạn. Tiền đài. Vừa hình lại chuyển sang tiền được rồi. Chưa chính xác. Tiếp tục, cố gắng lên. Cái đằng sau ấy nó là cái gì? Xin mời bạn Xuân. Đáp án của em là hình thành ạ. Đáp án chính xác. Đó là hình thành. Mời bạn. Năm. Đáp án của em là kính trên nhường dưới ạ. Đầu tiên tôi phải khẳng định câu trả lời của bạn là không chính xác. Đáp án của chúng tôi là tôn kính.
Thưa quý vị, kết thúc phần thi thứ 3. Số tiền thưởng của hai người chơi chênh nhau khá lớn. Bạn Hợp có 500.000 đồng tiền thưởng. Bạn Xuân có 6.100.000 đồng. Xin chúc mừng. Đương nhiên rồi, bạn Xuân sẽ tiếp tục đến với chương trình của chúng ta. Còn bạn Hợp, chúng ta phải chia tay nhau. Bạn sẽ ra về với số tiền thưởng là 500.000 đồng cộng với quà của chương trình. Xin mời bạn. Đây là quà của chương trình, xin gửi bạn. Và chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe và may mắn. Hãy giữ lấy cái tính tự tin của mình, bởi vì cái điều mà bạn đang có thì nhiều người khác không có đâu. Dạ, em cảm ơn ạ. Chúc anh sức khỏe và chúc các chương trình thành công ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thưa quý vị, bây giờ là lúc chúng ta sẽ đến với phần 4 của chương trình. Và người đến với phần này đó chính là bạn Xuân, người đang giành 6.100.000 đồng tiền thưởng. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn cho bạn Xuân. Bạn bây giờ sẽ đến với vòng 4 của đuổi hình bắt chữ. Luật chơi chắc hẳn bạn đã xem, bạn đã theo dõi rồi. Tôi cũng vẫn phải nói luật chơi cho bạn. Mốc cao nhất là mốc ở ô số 15. Giá trị giải thưởng sẽ là 30 triệu đồng. Nhưng bên cạnh đó còn rất nhiều những giá trị giải thưởng nữa mà bạn có thể đạt được. Bạn mong muốn là ra về với số tiền thưởng là bao nhiêu? Nếu mà mong muốn thì em mong muốn là được ô 15, với là được luôn cả ô 11 ạ. Cả ô 15 cả ô 11. Ô 11 đi du lịch còn ô 15 để mua quà về ạ. Bạn bình tĩnh để tôi sẽ nói luật chơi. Luật ở phần này như sau. Có 15 hình vẽ được gắn vào 15 số từ 1 đến 15. Bạn muốn lên tầng 2, bạn phải trả lời được một câu ở tầng 1. Lên tầng 3 phải trả lời được một câu ở tầng 2. Cứ như vậy, đến ô cuối cùng là ô số 15, tầng tháp cao nhất, bạn sẽ là người chiến thắng một cách tuyệt đối. Và chúng ta cùng xem số tiền thưởng ở mỗi tầng. Đó là 1 triệu đồng, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu và tầng 5 sẽ là 30 triệu đồng. Lên đến tầng 3 có ô số 11, ô này rất quan trọng. Ở ô này chúng ta sẽ có một giải thưởng đặc biệt dành cho người chơi. Bạn có thích chuyến du lịch này không? Dạ có ạ. Nếu mà đặt giải thì bạn sẽ đi cùng ai? Em sẽ đi cùng chồng em. Đi cùng chồng, cưới chưa? Sắp ạ. Sắp à, nhớ mời tôi nhé. Dạ vâng ạ. Nếu mà được ô 11, được ô 15 nữa có cả quà cho anh Xuân Bắc ạ. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người sẽ cổ vũ cho bạn và mong muốn bạn sẽ thực sự có một kỳ tuần trăng mật thật đẹp. Và mọi người sẽ dành một tràng vỗ tay để thể hiện tinh thần đó. Chuẩn bị 60 giây bắt đầu. Số 1. Đây là gì? Bóng nén. Chưa chính xác. Bóng đè. Bóng đè chính xác. Số 6. Mời bạn lên tầng 2, số 6. Đây là gì? Rất dễ. Không phải. Mà là gì? Tung bóng. Sự kết hợp ăn ý, nhịp nhàng. Không phải. Kẻ tung người hứng. Kẻ tung người hứng. Chính xác. Số 11. Cố gắng lên nào. Số 11. Gà đóng đinh. Không phải. Gà... Đây là gì? Đơn giản lắm. Năm nay là năm. Đinh Dậu. Đinh Dậu. Yeah. Chúc mừng. Tiếp tục. Số 13. Xin mời bạn. Đây là gì? Số 13. Bè trôi sông. Không phải. Đây là gì? Người ta thường còn 6 giây. Bè 5 giây. Leo. Không phải. Đây là rau gì thì sẽ tiền dạng. Rau muống biển. Wow. Rau nổi, rau muống nổi. Chúc mừng bạn. Em có thể ôm anh được không? Được, chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn, như vậy là có tuần trăng mật rồi, thật tuyệt vời. Wow. Tôi phải công nhận là tôi gợi ý sát nghĩa thật đấy. Em bảo anh ạ. Năm nay là năm Đinh Dậu ạ. Năm Đinh Dậu mà bạn lại có vào phần thưởng được đi du lịch tuần trăng mật mà đúng
và năm Đinh Dậu mà đúng câu đấy thì còn gì tuyệt vời hơn. Quý vị dành một tràng vỗ tay nhé. Cảm xúc của bạn bây giờ thế nào? Dạ em chỉ biết dùng một từ là sướng thôi ạ. À, rất là sung sướng đúng không? Không, bạn hoàn toàn xứng đáng. Tôi tin là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cũng thấy bạn rất rất xứng đáng. Đặc biệt là trong vòng 2 và vòng 3 mà ngay từ vòng 1. Đúng không? Bạn đã giành điểm vào rất là nhanh rồi. Dạ. Tôi còn mong trao giải thưởng 30 triệu đồng cơ để về cho mẹ lác mắt. Nhưng tôi nghĩ rằng giải thưởng đó cũng là một giải thưởng rất tuyệt vời rồi. Thưa quý vị và tất cả các bạn, liên tiếp chúng tôi được trao những giải thưởng là những chuyến đi du lịch hết sức ý nghĩa cho những người chơi trong chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Và hôm nay chúng tôi đã trao cho bạn Xuân giải thưởng rất đặc biệt, và giải thưởng này được cung cấp bởi Vietchan Tour, là một trong những đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ du lịch hàng đầu Việt Nam. Chúc cho kỳ nghỉ của bạn thực sự ấn tượng, vui vẻ và bạn cảm giác được cái niềm sung sướng và hạnh phúc. Còn bây giờ sẽ là quà của chương trình và số tiền thưởng mà chúng tôi trao cho bạn. Xin gửi tặng bạn. Vâng. Ở bên cạnh chuyến đi du lịch mà bạn nhận được thì tổng số tiền thưởng trong chương trình hôm nay bạn có đó là 9.100.000 đồng. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, may mắn và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ ban biên tập các chương trình sân chơi Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, số 5 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các nhãn hàng đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.